Thưa quý vị, có một nữ nhà báo dù mắc ung thư vú nhưng mà chị vẫn sống khỏe mạnh và còn lan tỏa khát vọng sống đó tới hàng nghìn bệnh nhân ung thư khác. Vâng, và chúng tôi đang muốn nói tới câu chuyện của nữ nhà báo Trần Thị Cẩm Bào, người phụ nữ sống khỏe với căn bệnh ung thư vú đã di căn 5 năm nay. Vượt lên trên khó khăn của số phận, chị đã lan tỏa khát vọng sống mãnh liệt tới cộng đồng những người bị bệnh ung thư. Và trong nhiều năm nay sống chung với ung thư, phải cắt bỏ một bên vú phải, cách đây vài tháng còn ngồi xe lăn, tưởng chừng như là không qua khỏi vì di căn xương chậu. Ấy vậy mà người phụ nữ này đang là ngọn lửa truyền cảm hứng cho hàng trăm bệnh nhân ung thư bởi một tinh thần thép và một nghị lực vượt qua bệnh tật. Vâng, và câu chuyện về chị Cẩm Bào là tấm gương sáng cho những cái sự nghị lực và tinh thần ý chí kiên cường của chiến binh ung thư dũng cảm. Và bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ chị trong phóng sự dưới đây của chúng tôi. Và tôi có chia sẻ cái đừng bao giờ nghĩ ung thư là tuyệt vọng. Và quan điểm của tôi thì tôi không quan trọng cái số lượng ngày sống, mà tôi quan trọng ý nghĩa và chất lượng của một ngày sống. Đồng thời bệnh nhân hãy luôn lạc quan yêu đời. Đó là những lời chia sẻ đầy tâm huyết của nữ nhà báo Trần Thị Cẩm Bào, người được mệnh danh như đóa hoa hướng dương. 5 năm trước, không ai nghĩ rằng chị có thể tiếp tục cuộc sống. Và dĩ nhiên, càng không thể nghĩ chị có thể truyền lửa đến bệnh nhân ung thư như hôm nay. Không thể để một ngày trôi qua vô nghĩa. Vượt qua căn bệnh ung thư vú đã di căn, chị đã quyết tâm dồn hết tâm sức của mình để đến với người bệnh. Em hai hàng nhá, để đảm bảo tính trật tự. Các bác chuẩn bị tiền lẻ 1.000 đồng một chiếc. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến các bác, một ngày mới vui vẻ, tràn đầy sức sống và một bữa ăn dinh dưỡng. Những món quà dù không nhiều nhưng vô cùng ý nghĩa mà chị cùng với các tình nguyện viên của quầy hàng Hoa Hướng Dương tổ chức gửi tặng tới người bệnh. Ở đây chưa xét về cái mặt vật chất nhưng mà nói về cái tinh thần thì người bệnh nhân rất là hạnh phúc, vui sướng khi được đón nhận một món quà từ cái tấm lòng của nhà hảo tâm gửi đến tất cả cộng đồng bệnh nhân ung thư và đặc biệt là bệnh nhân ung bướu Hà Nội. Không chỉ hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân từ phần quà nhỏ, chị còn kêu gọi nhà hảo tâm, cộng đồng hỗ trợ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để có cơ hội được tiếp tục cuộc sống. Phác đồ điều trị của bác sĩ. Khi thấy người bệnh đau đớn, chị đến động viên, hỏi thăm và xoa dịu nỗi đau ấy. Đến bệnh viện Ung bướu Hà Nội, hỏi nữ bệnh nhân Cẩm Bào, hẳn ai cũng biết, bởi với họ, chị như tấm gương sáng của nghị lực sống vượt lên số phận, thắp sáng niềm tin cho những bệnh nhân ung thư. Cẩm Bào là một người tiêu biểu trong những người bệnh nhân và có những cái nhiều cái tinh thần giúp đỡ cho bệnh nhân trong này. Bởi cô ấy rất nhiệt tình và rất tốt và rất là chúng tôi rất là quý trọng của Cẩm Bào về cái cách sống lương tâm của cô ấy. Không chỉ là một chiến binh dũng cảm truyền lửa cho người bệnh, chị vẫn còn hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ, người vợ đảm đang. Kể từ khi mắc bệnh, anh Tâm chồng chị luôn là người đồng hành, kề vai sát cánh cùng chị trong mọi hoạt động thiện nguyện với cộng đồng. Với anh, chị sống được đến ngày hôm nay là hạnh phúc mãn nguyện với chính anh và gia đình. Suốt quá trình mà 5 năm mà đưa vợ đi qua 3 bệnh viện để chữa thì tôi chưa có khi nào tôi thấy vợ tôi yếu đuối hoặc là mềm yếu khi mà đứng trước cái căn bệnh ung thư này. Giản dị và mộc mạc, đó là những gì mọi người nhìn vào nữ nhà báo Cẩm Bào. Chị là hình ảnh đại diện cho một tinh thần kiên cường với ý chí và nghị lực phi thường. Đó chính là đóa hoa hướng dương lan tỏa khát vọng sống tới cộng đồng người bệnh ung thư. Ngày hôm nay, chị lại đến với ngôi nhà ung bướu Hà Nội, nơi đã cho chị sống trở lại. Và cũng chính nơi này, chị đã và đang khơi dậy nguồn sống mãnh liệt cho hàng nghìn người bệnh ung thư khác.